Rồi, mình xin chào các bạn và bà con nha. Thì hôm nay thì mình sẽ thiến heo cho đàn heo của mình. Thì mình cũng xin chia sẻ cho bà con về cách thiến heo của người chăn nuôi không chuyên các bạn. Chăn nuôi thì mọi thứ hầu như là mình tự làm hết. Thì hôm nay mình thiến heo mình cũng tự làm luôn nha các bạn ơi. Thì mà cái nào mình tự làm được thì mình làm để mình giảm bớt đi cái chi phí trong đầu tư đó. Thì sáng hôm nay mình thiến heo cho bầy heo của mình đó, thì mình xin chia sẻ cho bà con cùng tham khảo nha. Thì trước khi thiến thì mình xin lưu ý với bà con một điều á, bà con chú ý cho mình nha. Bà con mình xem kỹ, quan sát kỹ cái con heo mình á, heo con mình á, coi cái tinh hoàn của nó có đồng đều hay không, hay là nó chỉ có một bên có một bên không. Nếu như gặp những trường hợp đó thì con heo nó là có thể là nó trứng giá bọng đó, thì mình không chiên thì mình không thiến được nha bà con. Thì mình sẽ thiến những con heo nào nó có những tinh hoàn bình thường, tinh hoàn đồng đều với nhau thì mình thiến được. Còn nếu những con heo mà nó bị trứng giá bọng đó, không chịu bằng trứng giá bọng đó, hoặc là trứng giá trong đó các bạn, thì cái đó mình phải kêu thợ thiến nha bà con. Đó mình tự thiến là sẽ không tốt nha bà con. Thì bà con mà có tự làm thì nhớ quan sát kỹ đàn heo của mình nha. Rồi bây giờ mà bắt đầu mà mình xin mời bà con theo dõi mình thiến heo nha bà con. Rồi bây giờ trước khi chuẩn bị thiến thì mình sẽ chuẩn bị một số dụng cụ để mình thiến heo nha bà con ơi. Chai này là chai cồn 90 này nha bà con. Tại mình chiết vô đây đặng mình sử dụng cho nó dễ thôi. Cái này có thể mình bóp sạch được. Còn này là chai sát khuẩn dùng trong thú y nha bà con. Còn đây là một cái lưỡi lam. Lưỡi lam cho sắc bén nha bà con. Và đó là một thau nước sạch. Còn cái này, cái thùng này đều để mình để heo con lên mình thiến nha bà con ơi.
Đây. Rồi rồi. Chuẩn bị. Ừ, kẹp kìm như cứng cái tay lại vậy. Đừng có nhấc vô luôn. Rồi nãy giờ bà con theo dõi kỹ không bà con? Rồi nhân đây mình cũng xin chúc bà con sẽ làm theo thành công nha bà con.